Thi sĩ Bùi Giáng, một thi sĩ lỗi lạc của nền văn chương Âu Lạc, là một trong những văn nghệ sĩ đã được phái đoàn đại diện Hội Quốc tế Sumachin II và văn nghệ sĩ hải ngoại viếng thăm. Thi sĩ lão thành Bùi Giáng đã viết một lá thư kèm theo một bài thơ gửi tặng Sumachin II. Lá thư này đã chạy vòng quanh hàng tháng trời mới tới tay Hội Quốc tế Sumachin II. Thi sĩ Bùi Giáng đã viết như sau. Kính gửi Thiền sư Thanh Hải, bất ngờ nhận được 500 đô do anh Khôi chuyển, mừng vui, cảm kích vô hạn. Thưa Thầy, Bùi Giáng năm nay ngoài 70, già yếu, không biết đời gì vui tươi. Tin mừng kính chúc Thầy gặp nhiều hạnh phúc nơi xứ người, muôn vàng đội ơn Thầy. Bùi Giáng, thân thiết muôn đời, kính gửi Thiền sư Thanh Hải. Nghìn lần vô tận tình thương, mẫu thân Thanh Hải muôn phương ghé về. Nỗi đời buông chán một chê, hình dung Thanh Hải chưa hề thấy nhau.